Hôm nay mình có một xe Ford Raptor ha. Anh khách cũng lên một số món cũng rất cần thiết luôn. Khi mà chúng ta vừa mua xe khỏi hãng các bạn, thùng cuộn cơ. À, thùng cuộn cơ nhà GoSep, một trong những sản phẩm high quality luôn các bạn. À, phụ kiện nhà GoSep ha, chất lượng cao các bạn. Thùng cơ đuôi vuông thế hệ mới ha. Những cái ta xả ra ha. Thùng tự động đi luôn nè. Đó. Rất nhẹ nhàng luôn. Chắc còn đúng không? Đây. Rất nhẹ nhàng luôn. Một trong những chi tiết cũng rất cần thiết luôn ha, khi mà chúng ta mua xe các bạn. Đây. À, cả gia đình chúng ta đi xa, trượt rất êm luôn ha các bạn. Ghế trượt điện hàng 2. Đó. À, mình đã chọn cho anh khách cái mã Setview ha. Một trong những mã được thiết kế Donny đóng dài luôn cho dòng xe Ford Raptor, cho những dòng xe Ford ha các bạn. Rồi, Auto Style xin kính chào các bạn. Hôm nay mình có một xe Ford Raptor ha. Anh khách cũng lên một số món cũng rất cần thiết luôn khi mà chúng ta vừa mua xe khỏi hãng các bạn. Mình sẽ điểm qua từng món nha. Ê, món thứ nhất các bạn, thùng cuộn cơ. À, thùng cuộn cơ nhà GoSep, một trong những sản phẩm high quality luôn các bạn. À, phụ kiện nhà GoSep ha, chất lượng cao các bạn. Thùng cơ đuôi vuông thế hệ mới ha. Những cái lá mía của nó là cũng cực kỳ chắc chắn và cứng cáp luôn các bạn. Đây, những cái lá cuốn của nó nè các bạn. Đó các bạn thấy. Rất dày luôn ha. Chuột rất êm luôn ha các bạn. Đó. Và thiết kế cái đuôi thùng nó là vuông vuông. Các bạn thấy đuôi nó vuông nè các bạn. Khả năng chống nước nó sẽ tốt hơn ha. Đó, và chúng ta xả ra cũng rất nhẹ nhàng luôn các bạn. Chúng ta xả ra ha. Thùng tự động đi luôn nè. Đó. Rất nhẹ nhàng luôn. Ở đây chúng ta sẽ có hai nấc ha. Một cái nấc chờ ở vào nấc ngoài luôn. Đó, nấc ngoài chúng ta lấy cái tay chúng ta kéo vô nè các bạn. Đó, rất nhẹ nhàng luôn ha. Đây các bạn thấy. Cái đuôi vuông nè các bạn. Nó mang lại cái sự kín khi mà chúng ta đóng thùng hoàn, hạn chế vô nước tối đa luôn nha. Đó. Rất tươm tất luôn. Thùng này được Donny đóng dài cho dòng xe Ranger Next Gen các bạn. À, nên Ford lắp to lắp cũng được. Ford Ranger chúng ta lắp cũng được các bạn. Đó. Và bên mình làm bên mình cũng sẽ xử lý cái đường nước làm sao cho nó chống vô nước tốt nhất có thể luôn các bạn. À, anh em mình cũng phải xử lý những cái đường keo, đường lon, những vị trí vô nước nè các bạn. Vị trí này ha, vị trí đuôi thùng nè. Đó. Và vị trí cái cạnh ở bên trong nữa nè các bạn. Cạnh ở bên trong mình đã thử nước, mình đã test nước, tại vì cái này mình làm khá là nhiều ha. Mình phải xử lý nước trước, chúng ta lên thùng thì những cái lỗ nó mới kín được ha. Chứ chúng ta không để ý những cái lỗ đó, chúng ta lên thùng trước thì sau này chúng ta đưa tay vô những cái góc đó cũng khá là khó xử lý ha các bạn. Để mình test nước cho các bạn xem nha. Rồi, một chi tiết cũng không thể thiếu đó là cái ti hạ bẩn phía sau các bạn. Đó. Chúng ta đưa lên đưa xuống sẽ nhẹ nhàng ha các bạn. Đây. Rất nhẹ nhàng luôn. Một trong những chi tiết cũng rất cần thiết luôn ha khi chúng ta mua xe các bạn. Rồi, ở bên trong nè các bạn. Ở bên trong thì mình có trang điện cái ghế trượt điện hàng 2. Đây. Cái phần ghế trượt điện giúp chúng ta đi xa sẽ thoải mái hơn khi mà chúng ta ngồi ha. Trượt tới cái phần ghế sau sẽ đụng hàng phía trước luôn các bạn. Đây. Cả gia đình chúng ta đi xa trượt rất êm luôn ha các bạn. Ghế trượt điện hàng 2. Đó. Mình thì người ngồi thích lái nhiều hơn khi mà chúng ta đi những dòng xe bán tải không có ghế trượt điện phía sau. Nhưng mà khi mà chúng ta vô ghế trượt điện phía sau, chúng ta thì ngồi người phía sau chúng ta ngồi ngủ mới ngon được ha. Có cái độ nghiêng nè các bạn. Đây có cái độ nghiêng giúp cho chúng ta sẽ ngồi thoải mái hơn, chúng ta đi xa một cái hành trình nó sẽ tuyệt vời hơn ha. Trong những cái chi tiết cũng rất cần thiết luôn khi mà chúng ta mua xe các bạn. Rồi, ở trên đây còn là cái hộp Anabox nữa các bạn. À, mình đã chọn trên khách cái mã Setview ha. Một trong những mã được thiết kế Donny đóng dài luôn cho dòng xe Ford Raptor, cho những dòng xe Ford ha các bạn.
với cái bộ nhớ là RAM 8GB, với tốc độ là RAM 8GB, nên cho chúng ta một cái dung lượng và một cái tốc độ quét cũng khá là nhanh các bạn. Đây màn hình của Shape View ha các bạn. Để mình lướt cho các bạn xem vô ngôi nhà nè. Chúng ta lướt qua nè các bạn. Bên mình khi mà lắp đặt cho khách, mình sẽ tặng cho khách luôn cái phần mềm YouTube Premium các bạn, để chúng ta có thể xem YouTube miễn phí luôn ha. Đây YouTube nè, mình sẽ ra những khẩu lệnh ha. RAM 8GB nên chúng ta sẽ lướt lướt nhanh luôn các bạn. Mở kênh YouTube Bùi Quang Dũng. Các bạn thấy rất nhanh luôn ha. Mình đã chọn kênh YouTube Bùi Quang Dũng. Các bạn thấy đây những cái clip bên mình các bạn. Trước đây thì mình hay mở nhạc, nhưng mà từ ngày dính bản quyền thì mình chọn phương án này nhiều hơn các bạn. Mình trở về ngôi nhà này nha. Rất nhanh luôn các bạn. Rồi mình sẽ chuyển qua Google các bạn. Cái map ha. Để chúng ta đi được. Đây cái map. Lẹ, cực kỳ lẹ luôn. Dẫn đường tôi tới chợ Bến Thành. Đó các bạn, sử dụng chúng ta đi tới chợ Bến Thành, một trong những cái cũng rất hay luôn ha. Và ngoài ra chúng ta muốn kiếm quán ăn ở vị trí gần chúng ta luôn các bạn, thì chúng ta hoàn toàn có thể kiếm được luôn nha. Quán bún bò gần nhất. Khá là nhanh với hộp bộ RAM 8GB ha các bạn. Set view ha. Đây xuất hiện ra những cái quán gần nhất cho chúng ta luôn, để chúng ta có thể chọn nè các bạn. Cách chúng ta 500m nè, có quán bún bò ha. Đường đi bắt đầu nè các bạn. Đây các bạn, tiện lợi ha. Mình đi xa thì mình hay chọn những cái phương án này để mình kiếm quán ăn gần nhất nha các bạn. Chúng ta tìm đặc sản ở những chỗ chúng ta đi ha các bạn. Rồi ngoài ra mình còn trang bị thêm cái ốp trung tâm nữa các bạn. Ốp trung tâm Vân Carbon ha. Đây nó gồm có 5 chi tiết. Chi tiết thứ nhất là nằm ở trung tâm và 4 chi tiết nằm ở cạnh cửa. Đó. Cái này giúp cho chúng ta sẽ lau chùi xe sẽ dễ dàng hơn, sạch sẽ hơn các bạn. Với những chi tiết ốp Vân Carbon giống như vậy. Nó được thiết kế là ôm sát vào khung của xe luôn. Các bạn thấy. Đó. Nó không có điểm kênh, nó không có mí lòi lên ha. Giúp cho xe nhìn cũng khá là sang trọng ha các bạn. Lần sau thì anh khách còn sẽ trang bị thêm một số món bên mình nữa các bạn. Giống như là lo trung tâm nè. Cũng chưa có luôn. Cái thứ hai nữa là cái đèn sương mù gầm cũng chưa có luôn, và đèn steady, đèn phá sương khi mà chúng ta đi xa ha các bạn. Rồi quý khách hàng có nhu cầu nâng cấp xe lắp to, ghé bên AutoStyle bên mình nha. Bây giờ cũng đừng quên like, subscribe kênh YouTube của mình, kênh Bùi Quang Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại.